Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Gaming đây ha. Thì hôm nay ở trong thành phố này có vài cái sự việc vừa xảy ra các bạn ạ. Nên là mình muốn cùng các bạn trải nghiệm tiếp cái tập hôm nay cùng với mình nhé. Thì hiện tại trong thành phố này nó đang lan truyền một cái thứ dịch bệnh gì đó mà khiến cho cả cái thành phố này nó đang sùm lên các bạn ơi. Thì bây giờ mình cũng đã kêu được ba người anh em của mình rồi, như các bạn đang thấy đây. Cái chiếc xe này là chiếc xe Alien nhé. À, cái chiếc xe mà dùng trong cái quân đội hay gì đấy các bạn, mà có thể chở được một cái phương tiện ở trên này. Thì có cả súng này. Cái con xe này mình cũng đã độ nhẹ rồi, mình kêu kỹ sư của mình á độ nhẹ cái con xe này lại để mà chiến á. Thì cái nhiệm vụ của mình hôm nay á, đó là mình sẽ đi sinh tồn và cũng như là đi giải cứu người dân ở trong thành phố này ha. Thì cái dịch bệnh này mình thấy có nhiều người họ dính xong á, họ hóa thành zombie, thì chắc là cái dịch bệnh này nó có liên quan về zombie hết các bạn ha. Đó thì ở đây, trời ơi anh thanh niên. À không, mình tưởng ông đi chân không chứ không phải cái tèo thiệt. thì không biết là cái xe này có chở đủ 4 người không ta, để coi. À trước khi lên xe đấy, thấy mình đã nhờ người vận chuyển súng cũng như là những cái giáp á, để mà chiến mấy cái con zombie đó ha. Đó. Và lúc nào vũ khí cũng sẵn sàng. Rồi có dụng cụ thì mới sống sót nổi chứ. Nhưng mà không có dụng cụ thì hơi khó sống sót đấy các bạn ơi. Rồi vô xe đi mấy người anh em ơi. Đợi mấy người anh em lên xe cái. Hôm nay cũng là một ngày nắng tuyệt vời, tại vì cũng có thể là mình làm cho nó thành ban đêm ấy, nhưng mà mình thấy là ok, hình như xe này không đi được rồi các bạn. Không lên xe được rồi, xe có chỗ à. Chắc cái này mình phải tự mình ấy quá à. Ok, vậy thôi đi xe thường nha. Mình đang tính lấy cái con xe này trải nghiệm cho các bạn coi cái độ hoành tráng của nó, tại vì cái con xe này á là một cái con xe cũng loại đời mới hiện tại bây giờ thời điểm này mà giờ phát minh ra được cái này ha. Thì ok, mình sẽ lấy những cái xe ven đường thôi chứ hôm nay mình cũng không có làm siêu xe gì, nhưng mà mình hy vọng mình sẽ kiếm được một chiếc xe đó. Chiếc này lẹ lẹo tí, nhưng mà như trong đây đó. Ok các bạn, công an nó đang di chuyển rồi kìa. Đó, có bắn lộn gì rồi, thành phố đang rất là lạc lạc đấy các bạn ơi. Rồi lên xe nào mấy đồng chí ơi. Ơ quên, mình cứ làm công an đi cái mình quen cái chữ đồng chí các bạn ạ. À. Lên xe các người anh em của mình ơi. À, bắt sống đi ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển vòng vòng thành phố để cho giới thiệu với các bạn biết là cái tình hình diễn ra cái dịch bệnh đó trong thành phố là như thế nào ha. Thì mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình về những cái content này. Các bạn đừng quên lấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ok. Và bắt đầu thôi. Đó thì các bạn cũng ok kìa, vãi tèo ông anh này tự nhiên ông phát ai vậy? Ở mình đang nhìn xuống mà ông phát. Ơ cái thằng này. Ông chết à? Lậm luôn bây giờ ha. Đó thì góc bên phải này các bạn không? Thấy cái stamina rồi thết rồi hunger. Đó này các bạn. Đó, rồi. Thì ở bên góc phải á là nó sẽ dời nhiều thứ quá mình không có biết nói cho kịp đây. Để mình coi cái vị trí mà mình nên tới coi. Cái vị trí này các bạn, mình sẽ tới đây hoặc là liên minh với ông này để mà lại đây để tiếp tế lương thực á. Thành phố này đó các bạn đi thấy nè, đó dịch bệnh này đang lớn mạnh rồi nè, các người dân thành phố hầu như đã bị dính cái đại dịch này rồi ha, đại dịch zombie á. Tiếp tục là cái phần bên phải đó là time, là nó cho mình thời gian để mình di chuyển này đó. Nếu không là nó sẽ bị cái kiểu như là nó hủy á, mình sẽ không được gì. Thì lại cái vùng này để mà lấy cái đồ ăn thức uống á các bạn. Đó kìa, cái stamina là cái tốc độ chạy của mình ha. Còn cái thớt đó là nhờ hình như là nước, còn hunger là đói hay gì các bạn. Rồi rồi rồi, bắt đầu nè. Đó cái đỏ 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 đó. Hình như là ở đây trong này hình như là nó cũng có chi phối người tới để mà nó lấy cái đồ ăn á. Nên nếu mà thấy người thì đó thì mình phải giết chúng thôi. Đó 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 các bạn thấy không, nếu không mà nó sẽ giết mình ha. Rồi ok, coi ở đây có ai không nữa. Rồi ok, cầm súng chi 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 đó. Bây giờ mấy người này á họ muốn sống sót một mình nên họ sẽ giết mình đó để cho mình khỏi lấy được cái những cái tài nguyên đó. Ok, bây giờ mình phải giết họ chứ thôi họ giết mình đó các bạn. Các bạn coi những cái tập trước thì mình bắn nhau rất là ghê đấy. Dăm ba này. Ok, mình đã trang bị giáp ha. Đó. Mình làm được 4 item này, rồi mình có thể lút súng này. Đó. Đó mình chạy ngay người để mình làm này, đó, chạy qua sát này, làm này. Đấy, hay chưa?
Rồi, ok, những người anh em ơi, cover, trời bây giờ còn gan nữa các bạn. Còn mấy cái gan như gọi như là mấy cái băng xã hội đen ở trong cái thành phố này á. Ok, lấy xe đi luôn à. Ôi, xe này có vẻ hợp lý nè, lên xe đi mấy anh em ơi. Đó, thì mình sẽ đi sinh tồn để mà lậm thức ăn và thức uống để cho sống sót qua cái mùa dịch này ha. Đại dịch. Hoặc là mình có thể giết mấy cái thằng zombie này. Mình đi xem như mình không có giết được. Tiếp tục nè. Nhưng bây giờ là phải lên cái đồng đội này. Cái này đồng đội của mình hay gì đây các bạn? Đây đồng đội của mình đang chờ một xuống hay gì đây nè. Từ nhá, để mình coi lại phát coi còn cái vị trí nào. Tại vì mình cũng vừa trải nghiệm mà. Thì mình trải nghiệm cũng như là lần đầu, cũng giống như mọi người đang xem vậy. Mình trải nghiệm thì mình đọc sơ sơ thôi, thì mình biết gì thì mình chia sẻ lại vậy ha. Chúng ta cùng khám phá cùng nhau chứ mình không hề trải nghiệm trước và để vào đây mà để làm á. Ui ui ôi sao đấy, ôi nhìn con mắt hết hồn. Ơ kìa 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 các bạn coi đó, cái này phải có đồng đội chứ thôi đi là mấy zombie nè. Đó này zombie nè các bạn, nó đi cà lát kìa. Thì súng và đạn á thì mình quên cái là mình không nên gọi người mang tới cho mình, bởi vì mình tự sinh tồn thì mình nghĩ có vẻ là hợp lý hơn. Ok cho đây luôn, tại vì mình cái kiểu như đi sinh tồn á, mình lại đó để mình lậm súng lậm đồ rồi mình giết. Nhưng mà mới đầu mình phải cực khổ lắm mới giết được, thành ra là mong các bạn thông cảm. Nếu mà có những cái phần sau á các bạn yêu thích á, mình làm tiếp thì mình sẽ làm cho nó chuyên nghiệp hơn ha, hơi nghiệp nhiều một tí này. Ờ thành phố ngày nào nó còn đông đảo rồi. Cái này là bồ các bạn. Bây giờ mình phải giải cứu hay gì á. Rồi mình chạy lại coi có cái đồ để mình loot không nha. Đó đồng đội của mình. À đây đây đây. Rồi loot. Ok, lầm lên em. À mấy này nè, đó mấy này nó trùng thò đó các bạn. Nó toàn lấy này, nó xài một mình đó không à. Đó bây giờ mời mình và đồng đội mình bên kia kìa. Cái màu xanh xanh đó là đồng đội mình. Bạn có để ý cái map không? Đó, đồng đội mình sẽ ở bên màu xanh xanh, còn màu vàng là mình phải giết nó. Ui. Ok. Đó nhiệm vụ của mình là phải di chuyển tới mấy cái thùng này đó để mình làm đồ này, làm thức ăn là chia cho đồng đội nè. Mấy cái thứ này là mấy zombie hay gì các bạn? Cái này đồng đội mình bị cắn luôn rồi. Nè, zombie này các bạn, mình bắn nó cũng hình như là nó không chết. Zombie hình như là nó không chết các bạn. Ơ, bắn quá trời luôn nè. Ờ, để mình coi coi. Không. Lập thêm, lập thêm. Đó, lập tiền, có tiền rồi. Rồi, di chuyển đi nào. Ơ, đồng đội mình bên kia đang gặp sự cố gì các bạn, để mình chạy qua mình nè. Ui ui. Các bạn coi cái con gì trên tường kìa. À không phải, cái cây, phải cái cây, mình tưởng con gì chứ. Đi qua cover đồng đội nào. Các anh em. Ủa đồng đội mình sao còn có đứa vậy? Cái này bị cắn rồi các bạn. Cẩn thận nha, coi chừng nó cắn nha. Ồ đồng đội mình vừa bị cắn luôn các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ đi tìm một cái con xe mới đi. Nhưng mà những cái con zombie này có cái đặc tính đó là mình gây tiếng động thì nó sẽ bu lại mình ha, còn mình đi nhẹ 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 thì chắc nó không làm gì mình đâu. Thôi mà nó đi lại là mình cứ bắn đi, thôi mình chạy luôn đi. Ở đây nè. Bắn không chi nhê luôn các bạn. Rồi có địa điểm mới rồi anh em ơi. Di chuyển. Hình như cái con zombie á là phải bắn cái đầu đó thì nó mới chết ha, còn bắn người là vô dụng. Đúng rồi, hình như vậy các bạn. Bắn cái đầu thì nó sẽ ảnh hưởng. Ok, cái chiếc xe này. Tính lấy chiếc xe kia kìa, mà nó hư rồi, nó không cho mình vô. Tới lệ nào. Đó rồi, xe này đủ rồi. Đi. Ui, bắn đi. Bắn cái đầu nhé các anh em. Bắn người thì vô ích thôi à. Đó, bắn người nè, bắn nó không có xi nhê. Bắn cái đầu thì đó gục xuống liền luôn, nó mất cái đầu á. Rồi, ok, di chuyển lệ nào. Cái vị trí tiếp theo, ngay cửa hàng tạp hóa. Ok, lên xe nào các anh em ơi. Lên xe nào baby. Baby. Hôm nay quả là một ngày không hẳn là đẹp. Rồi, kìa, friendly kìa, đồng đội kìa, đồng đội đang cần bạn hay gì đi kìa.
tuy là zombie nhưng mà xuất hiện ban ngày, thành ra nó cũng không có tăm tối lắm ha. Thành phố nó mới bị dịch á, nên nó cũng gọi là không có quá là ảm đạm. Đâu anh tìm cái thùng đó nào, vì nó trong khu vàng vàng này nhưng mà mình không biết. Đây đây đây. Đấy bắt đầu nha, đấy bắt đầu nha các anh em. Đây các bạn, đây cái này, cái này zombie, cái này zombie. Lầm lút nè, lút luôn nè, ôi lút được chiếc xe luôn các bạn. Ok, đây có hai cái này á là bị zombie cắn luôn nè, bảo vệ gì zombie cắn luôn nè các bạn. Ôi chữ thiệt đó, đồng đội của mình đang di chuyển xuống nè. Cái về cái đồng đội thì mình chưa có biết rồi, đồng đội mình cắn rồi các bạn. Đồng đội của mình á hình như là chỉ cầm vũ khí thôi à, nên là không giết được ha. Đồng đội mình bị lây nhiễm luôn rồi các bạn, nên mình không thể cứu được thôi. Để đồng đội mình tự túc đi. Cái này cán zombie được không ta? Rồi để địa điểm tiếp theo đi. Đó thì mình cứ đi sinh tồn kiểu vậy ha. Cái này mình cũng không biết làm gì với đồng đội cái mấy đứa màu xanh xanh cả, thì không để dầm đi bảo vệ nó ta. Từ từ đi, mình bị đói à. Đói khát nước còn kìa. Các bạn coi cái thớt còn cái nửa cây à. Bây giờ mình sẽ ráng mình sinh tồn, mình bảo vệ cho mình trước và ba anh em còn lại trước, thì mình sẽ đi mình cứu những cái người mà còn sót lại trong thành phố này ha. Ui cái hồ này hình như cái này là cái đập các bạn. Ui mới khám phá được cái đường mới này, hay ghê. Lại một cái này, toàn bộ người dân trong thành phố này đã bị dính hồi các bạn này, mình chỉ đâu mình cũng thấy này. Mình chết rồi. Ui nó không chết luôn các bạn. Kìa tông tông nhưng mà nó vẫn đứng lại nhá. Đây. Bây giờ mình phải bắn chiếc xe thì nó bắn chết mình. Hơi là mình đã trang bị giáp rồi đấy. Đâu để coi coi. Đây mình tách. Đây mình bị chiếc thật rồi các bạn. Đó mình nút sau xe. Xuống xe đi. Lại. Ơi bắn tiếp. Tiếp nào, rồi đồng đội mình. Ui cái gì vậy? Rồi một người chết rồi các bạn, hai người chết rồi các bạn. Tự nhiên cái nó bị lỗi là khi mà chết ấy lại súng nó lại spam bao nhiêu quá. Đây bên đây còn người nè, lúc sau cái thùng này thì phải nè. À không, cái này là cái đồ. Đó là còn có hai người à. Gì cái đó, hai zombie mà là hết gì vậy? Đi rồi, hai đồng chí đã nằm xuống rồi các bạn, còn một người thôi. Thì nước và thanh máu mình vẫn ok, nước còn giữ nguyên ha. Coi còn chỗ nào không, để mình đi xe lên đây coi. Bây giờ cái lúc mà chưa cần tìm tới những cái đồ ăn thức uống á, thì mình sẽ đi mình coi coi ai là còn là người không thì mình sẽ giúp. Mình thấy hầu như là biến hết sạch rồi các bạn, nó lây nhiễm khá cao luôn á. Nếu như mà mình á bị nó cắn thì mình cũng thành zombie ha. Nhưng mà tập này mình đang muốn là mình cố gắng mình sống sót, nên mình sẽ không lơ là, mình sẽ cảnh giác cao độ để mà sống ở đây. Ủa cái này là cái chỗ gì đây mà nó cấm vô này. Rồi có chỗ mới rồi kìa. Đó, thì đi vòng vòng vậy thôi. Rồi về đây ha. Rồi xe cộ ha các bạn. Nếu mà vào một cái thế giới của mình như vậy thì mình nghĩ tiền bạc này kia nó vẫn vô ích. Thứ nhất là mình được sống. Nói đạo lý luôn trời ơi. Hãy có tiền thôi, mắc không mấy ông chửi tôi nữa. Ngồi chơi game hồi nói đạo lý luôn trời, quái cái tèo. Gia đình mình thì ở đây ở trong cái thành phố này cũng không còn rồi, còn hai đứa mình thôi, còn mình và người anh em này thôi. Cũng hên là mình vừa kịp chuẩn bị, vì mình các bạn biết mà, travel nhà giàu lắm. Với lại cái tiệm mình cũng đóng hoạt động rồi, không có hoạt động nữa. Mình sẽ cố gắng để cứu giúp cái thành phố này ha.
Rồi, sắp tới rồi đây. Cũng căng thẳng. Rồi, vô vòng rồi này. Vô cái vòng rồi. Ôi, cái này là phải chạy cẩn thận nha, thôi là đồng đội mình chết luôn các bạn. Bây giờ kiểu như mình là bắn có cái sự kinh nghiệm dày dặn á. Đây là mình bắn không lanh, nhưng mà cái sự kinh nghiệm của mình nó đổi được ha. Thành ra mình sẽ... Đó, mình ra một cục tăng trước để cho nó bắn mình, rồi đồng đội mình thôi hưởng tí. Đây là còn giá chứ thôi là chết lâu lắm rồi. Ây da. Đó là... Má, vãi tèo, chứ đồng đội mình chết luôn rồi các bạn. Chết rồi. Đúng luôn. Ôi, lút được luôn này. Đâu. Rồi 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 rồi, để mình test thử cho các bạn xem luôn. Hết đồng đội mình, không có sống nữa. Mày khùng, mày khùng, mày khùng. Đâu, đâu, để coi nó cắn được mình không. Nhưng nó cắn được mình các bạn. Ủa sao kỳ vậy? Nhớ là hồi nãy mình bị cắn cái xong rồi mình mới lấy thuốc mình chích cái mình hết rồi. Ok các bạn. Ok. Đây con này. À mấy lính này của mình các bạn. Chết rồi, nãy giờ mình lo quá cái mình quên nó loot đồ rồi. Đó rồi, nó báo nhiệm vụ bị fail rồi. Rồi để mình coi hình cả công rồi. Đấy. Lập mày có gì không? Ngủ đi. Chơi mình nữa. Ok, lập được 5 cái súng. Những cái hòm tiếp tế nó sẽ cho mình súng, đạn, đồ ăn, thức uống nè. Bây giờ mình phải ráng mình di chuyển cho lại chút thôi là. Gì vậy? Ơ, vậy các bạn coi nó lại nó uống nước hay nó uống máu gì các bạn nè. Ơ, uống gì vậy? Uống gì vậy cô gái? Vãi lại hút máu á. Ghê quá thì ghê. Ủa trên kia cái gì đỏ 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 các bạn. Vì xuất hiện mấy cái gan nữa. Bây giờ mà còn gan à. Thành phố bây giờ đang đại dịch mà không cứu mà lo còn gan gan ở đây nè. Rồi để coi cái gan coi. Chắc họ không quýnh mình đâu. Tại vì nó đang chống lại zombie nè. Chắc là nổi dậy để chống lại zombie các bạn. Mà bắn hồi nó cũng chết à, tại vì cái số lượng zombie nó quá là nhiều ấy. Thôi đi tiếp. Để coi mình đi lên những cái chỗ nào mà nó ra biển coi. Ra biển thử coi có bị ảnh hưởng không nhé các bạn nhé. Hay là chỉ có cái vùng này thôi. Trời ơi, đi 4 giờ đi còn có 1 đi về 1 à. Thì đáng buồn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra biển để coi cái vùng biển đó nó có bị lây nhiễm không. Cái vùng đất bình yên mà mình hay đi dạo đó thì nó còn sống không? Còn ai sống không? Bây giờ cái xác suất thì mình nghĩ là 0% rồi. Bây giờ mình đi khá là nhiều ấy. Mình thấy ai cũng bị hết à. Mình sẽ ráng mình di chuyển ra biển. Chết rồi, mình sắp thiếu cái thết rồi. Bây giờ không còn cái nhiệm vụ nào nữa để mình đi rồi các bạn. Như mình phải đi lại để mình giải cứu cái những người bạn á, mình chở họ đi hay gì các bạn. Ok, để mình thử qua bên xanh 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 á. Tại vì hai này sống dai dưới rồi. Dưới kia rồi, các bạn ở dưới kia nó cũng bình thường. Ơ, nó cũng như vậy à. Nè. Đi vô nhà đi, đi đâu ở đây vậy? Đi đâu ra vậy anh trai? Đây mình sẽ ráng mình lượn lờ, mình Rocket Boy tí, mình chạy cho nó lẹ. Nãy giờ mình chưa thử hai cái người bạn đó đây, friendly đó đây. Chắc là họ liên lạc với nhau giữa những cái người mà còn chưa gặp đại dịch á, chưa gặp nạn á. Không biết họ liên hệ với mình cỡ nào mà sao mình thấy được họ trên cái vùng này vậy ta. Ok, biết đâu họ đi trúng mình thì sao đúng không? Ok, mình sẽ cover cho họ. Rồi mình sẽ giải cứu. Ok, mình sẽ làm một cái việc gì đó tốt. Và sống sót được. Đấy, cuối cùng. Ok.
lệ nào, di chuyển lệ nào, kéo. Ôi mình thấy mới chết một cái các bạn. Thôi. Cái đó nó mập mờ quá, nó báo cáo vị trí nó mập mờ quá. Mình sợ là viết vào cầm bẫy cho tí là mình đi cà lát nè. Kiểu như đi đi bắt bướm đó các bạn. Đó, đồng đội của mình đang trên đó. Ôi, sắp thiếu thớt rồi anh em ơi. Có nước có bánh không? Cho xin một cái nào những người anh em của mình ơi. À, tông thì tông, còn ông ấy thì ông ấy. À, để mình coi mở. À đây đây đây, xong rồi. Tên xe. Tên xe, tên xe. Lên lên lên. Tên xe. Cái gì vậy? Đâu để mình lại mình coi xem cái gì vậy? F unit vehicle repair. Ít như mình phải sửa chữa cái xe này lại và fix cái energy vậy đấy. Như mình sửa xe này thì nó mới đi được cái gì các bạn? Cái một chiếc xe gì á? À, ok ok. Ừ xe rồi ông ơi. Phải trưởng bây giờ lấy cái gì để sửa xe ta? Đó là bây giờ lấy gì sửa xe ta? Rồi để mình lên xe này coi nó có lên không. Lẹ đi đồng chí ơi, lẹ đi người anh em. Nó đi đi chiếc xe của nó à, bây giờ mình biết sửa kiểu gì hết à. Trời trời trời, cái thằng quỷ này chết rồi. Chết rồi, bây giờ chắc mình phải sử dụng lệnh để mình sửa cái xe này với các bạn. Đây tôi nè. Lên xe nào. Để lên. Hết về bon. Giữ vũ khí. Đây 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 đây. Chết rồi, nó không có đi lên với mình. Ây da, đừng có cắn. À quên, mình bất tử rồi. Hết thời gian rồi kìa, anh trai. Đây, nè, vehicle, follow. Ây da. Từ từ, để mình cover hết. Đây. Vehicle, cover. Follow vehicle. Lên xe nào. Thằng hứa này sao vậy? Ơi. Lên xe. Please. Cái xe đâu đi được đâu, please. Đây nào. À đây đây đây. À rồi ok. À phải lại nó để kêu lên xe các bạn. Ok được hai người này. Ha, hay thế nha. Chết rồi, bây giờ mình cứ liên thuyên hết thời gian rồi. Chết rồi, sắp hết nước các bạn, chắc mình đi quá. Chết rồi, bị lụng cái xe nữa chứ. Mình kiếm cái xe nào cho nó ngon. Bây giờ công an thành phố cho thành phố này mình thấy nó cũng vô tác dụng rồi. Chết rồi, giờ mình phải chở người anh em đi đâu đây? Hết hết rồi đây nè. Kiếm cái xe nào đây? Cái xe này mình thấy con nhất rồi, bây giờ sửa thì lấy đồ nào để sửa, gara đâu để sửa đây. Ây da, sao bị lỗng cái xe vậy em anh trai. Xe bốc khói rồi. Xe nào cũng hư rồi các bạn. Kiểu như người dân chạy cái zombie lại nó cắn cho một cái. Đớp cho phát cái. Bây giờ những xe ngoài đường thì chắc là không sử dụng được rồi. Hy vọng những cái xe này có thể được. Cái gì vậy? Cho cái chị gái này. Tham gia tên lực này. Ok, đi luôn. Lên nào. Come on. Vãi, đang dịch bệnh đây mà còn đi tham quan du lịch nữa không nội ơi. Lên, đi đi đi. Ok, ok, ok. Ok, ok. Vãi tèo, có đang dịch bệnh tới nơi mà. Ủa, mà sao mấy người này còn sống vậy? Lên.
Ok, bỏ qua đi. Ok. Ở tham quan du lịch à. Đang đi du lịch và theo du lịch. Vậy ok, thì thôi chắc tập hôm nay của mình tới đây thôi nhé. Mình muốn giới thiệu cho các bạn biết là thành phố mình đang bị tấn công ha. Nếu mà các bạn có ủng hộ cái series này của mình cũng như là cái những cái content về zombie thì mong các bạn đi comment phía bên dưới ha, để cho mình xin những ý tưởng để mình biết rồi có thể làm theo và trải nghiệm cùng các bạn ha. Ok, thì mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ nhé. Đừng quên đăng ký kênh và like để ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ok, bye bye. Mình đi trải nghiệm du lịch đây.